Còn còn nguyên cái này nè, nguyên cả, đó gọi là sợi dây thần kinh. Và nguyên cái này được gọi nguyên một bó sợi, gồm nhiều sợi. Rồi nguyên một đống cục giống như vậy nè, mới gọi là một dây. Ồ, là nguyên cái nguyên sợi rồi mới tới bó sợi mới tới dây, nhớ vậy thôi. Nguyên một cái này là dây luôn hả chị? Nguyên cái này là bó sợi thần kinh. Cái này mới là bó sợi. Còn chừng nào nhiều nhiều cái bó sợi hợp lại mới gọi là dây. À, kế nhau. Còn những cái này là sợi trục không chị? Nó mất tới bài da mà. Ra vậy. Sợi trục đúng rồi. Còn đây là bao myelin hoặc là tế bào squam. Ồ. Còn cái này là nguyên cái bộ này mới gọi là dây. Cái này chắc chị đúng rồi, đúng rồi. Nguyên cái này mới gọi là dây. Còn đây là bó sợi. Đúng rồi. Đây là bó sợi sợi. Yeah. Này là gì ạ? Mô mỡ. Kinh nghiệm. Còn đây là gì ạ? Đây là mốt học, chưa học tới nè. Điện tử liên quan. Chị không bị mạch máu đi chị. Động mạch với tĩnh mạch. Chưa. Chị ơi, cái này vậy hỏi cho đến tận cùng luôn. Tận cùng. Bọc mạch máu đi. Cái phần mạch máu đi, mạch máu đi. Ừ. Động mạch với tĩnh mạch. À, cái này được rồi. Nhìn HE có vẻ dễ hơn đúng không em? Dạ. Nhìn HE Sài Gòn nhìn thấy có vẻ nó nhìn khó hơn đúng không? Cái này rốn, rốn mình có bao nhiêu động mạch, có bao nhiêu tĩnh mạch? Ấy nhỏ lại, ấy nhỏ. Rốn là hai, hình như hai động mạch, hai động mạch một tĩnh mạch. Hai động một. Hai một. Dạ. Hai động một tĩnh như nhìn trong đó có xác định như chỉ hai động mạch là hai nào? Rồi, yên rồi. Một ít. Từ từ. Cái này là tĩnh mạch, cái này là động mạch, động đúng mạch. Rồi. Ủa, cái thành là cái này đúng không chị? Cái tính chất mà lòng rộng với như là cái lòng mà nó hẹp mà nó nhăn nheo như thế này nó cũng không đặc trưng lắm. Chị có thể tình tùy tình chị mô tả lại mấy cái chiêu bản từ đầu ấy. Rồi, không có để đấy gần hơn bây giờ chị ôm cho mấy em. Cái thời gian. Ủa này đúng không chị? Cái quần mà. Hai động mạch. À, chị ơi em hỏi cái hình này đi. Cái này tất cả đều là động mạch hết, hồi nãy chị mới bị chỗ này. Còn cái này là tĩnh mạch hả chị? Là tĩnh mạch và mau. Cái nào là mau mạch chị? Tĩnh mạch đó em. Cái này tĩnh mạch. Còn tĩnh mạch mạch chị. Mau mạch lòng nó mỏng hơn. Dạ, mau mạch này là tĩnh mạch. Đi thi á là sẽ cho mấy đứa cái hình đó là động mạch nhưng mà trong một cơ quan nào đó chứ không cho hình đẹp như thế này. Có nghĩa là ví dụ mấy đứa nhìn vô biết nó là động mạch rồi đó nhưng mà người ta cho động mạch phổi, động mạch gan, động mạch thận, động mạch lách gì đó đó. Phải nhìn lại xung quanh đó là ở cơ quan gì nữa. Cái này nói sao vậy? Sao phân biệt được thì đọc lại coi. Không, mấy là cái phân biệt nhìn cái sợi. Chị ơi, đây là cơ quan gì chị? Không, cái sợi là bằng cái động mạch này nè. Những cái động mạch nó nằm ở trong một cái cơ quan nào gì chị? Chị biết không? Cái này là cơ quan gì? Cái này chị không biết rồi. Cái này chắc chắn là người ta sẽ không hỏi em này. Đừng lo. Phải có cái gì đó. Cái này có nhiều mỡ nè. Thì mua mỡ như da thôi. Thì đó. Nhớ nha, mấy đứa. Mua mỡ như da. Mua mỡ như da. Cái lớp áo này của nó rất là dày. Mấy đứa bật qua hình HE đi, chị chỉ cho cái này. Rồi. Mất tắt cái gì? Trời ơi. Cái nào chị? Mấy đứa thấy cái này màu hồng đậm này đúng không? Dạ. Thấy nào hồng nhạt hơn không? Ừ. Thì dạ. Thấy này nào động mạch nào tĩnh mạch? Này động mạch này tĩnh mạch. Sao biết? Nhưng cái phần cơ, cho nên không phải cái thằng nào bự hơn là động mạch, cái thằng nhỏ hơn là tĩnh mạch đâu nha. Dạ. Cho nên nhìn cái màu hồng đậm hơn nè. Còn cái này hồng nhạt hơn. Cái lớp này cũng nó nhạt hơn, dù nó dày hơn nhưng mà cái lớp này cũng nó nhạt. Cái lớp này là lớp mô nhạt. Cái này là gì chị? Đó là động mạch. Ở nhỏ mà hỏi chi bà. Ủa, rồi lỡ ra sao? Cái này cũng là tĩnh mạch luôn hả chị? Cái này động mạch hay tĩnh mạch? Nhìn thử coi. Cái này là... Cái nó có dày như thế này không? Cái này nó tự nhiên có một lớp hồng đậm thôi. Sau đó tĩnh mạch gần tĩnh mạch đó. Cái này là gì? Động mạch. Đúng không? Thấy nè, tự nhiên... Có nghĩa là tự nhiên cái hồng đậm mà tự nhiên xuyên suốt nguyên cái thành nó luôn thì thành động mạch. Cái này là động mạch mà cắt dọc không chị? Dọc ngang đó không quan trọng, chị cũng không biết nữa. Cứ thật sự là nhưng mà cái này chị dám trả lời là cắt dọc. Mà cái này chị không dám trả lời là cắt dọc hay cắt ngang, chị không biết. Dạ dạ. Chị ơi, vậy còn cái này tĩnh mạch rồi. Đúng rồi. Cho nên nhìn nếu mà đậm hết luôn thì là động mạch nha. Chị nói cái mẹo nhỏ thôi. Chị biết cái này nó trong cái mô nào không chị? Cái này là gì vậy? Chị không biết là cái nhỏ xíu mà nó cái hồng đậm nó nhỏ là tĩnh mạch. Đó là mau mạch đó. Tĩnh mạch. Cái này là tĩnh mạch. Động mạch, động mạch. Mọi chơi nhìn thấy hai cái màu nó khác đúng không? Tĩnh. Vậy thôi. Ấp lên mà hỏi chị với mày hay sao? Cơ tim cơ vân luôn đi. Tim cơ vân mấy đứa nhìn vô biết hết rồi, hỏi chị chi nữa. Cơ tim là chủ yếu là phân bạch hoặc khang đúng không? Quan trọng đi thi trong thời gian có mấy giây nhìn được nó ra là bạch hoặc khang hay không? Ủa bạch hoặc khang nó có giống cái gì đâu ta? Và còn thấy nhìn nó con nhỏ mặt lắm. Chị hay nhìn vô cơ quan này biết ngay nó là cơ quan lách không mấy em? Cái phần hạch nó mới có là xoan xoa tĩnh mạch gì ấy xoa sọc ra sprite rồi.
subscribe 2 lần cho mày. Được hả? Mày subscribe 2 lần anh. Chị ơi, cái cấu trúc này á. À, hãy bạch huyết coi rõ giùm tôi. Ờ, cái hạch đó coi giùm tôi cái nano info được rồi. Nhưng biết nó là cơ quan hạch là tốt rồi. Không cần cái hạch bạch huyết lớn quá chị. Nano info đâu. Cái đó là hạch bạch huyết. Chị rõ nano info đi. Cái này là dây sơ chị. Dây sơ và động mạch. Chị đã nói rồi. Dây sơ động mạch. Nhớ nhờ mấy đứa. Hoặc là người ta sẽ hỏi mấy đứa này mạch máu bên đâu thì mình trả lời động mạch ở trong hạch thôi, chẳng hạn vậy. Động mạch trong hạch. Nói chung là cũng đơn giản thôi chứ không đánh đố mấy em nhiều đâu. Quan trọng nhất là cái lách á, coi kỹ cái lách cho chị, tại vì lúc mà đi thi người ta hỏi chị đỏ chị trắng mới đúng cái trả lời. Tại nhìn vô nó không biết nó cơ quan nào luôn á. Đó, cắt cái hình này đi rồi. Giả sử như cái này đây là tủy đỏ. Tắt cái này luôn đi. Tủy đỏ khác tủy trắng chỗ nào? Tủy đỏ khác tủy trắng là gì màu? Nó có cái bắt đầu nhiều. Tủy trắng có cái gì? Tủy trắng nó có cái động mạch trung tâm. Động mạch trung tâm. Cho nên nhưng mà cho nên chị mới nói là quan trọng mấy đứa nhìn được nó là lách hay không thôi, mấy đứa sẽ ra ra được đáp án. Tắt cái hình ở trên luôn đi. Tắt luôn đi. Ví dụ người ta cho cái hình như thế nào mà kêu mình hỏi cơ quan đó là gì cơ? Có nghĩa là cái gì đó phải đặc trưng thôi. À, chứ nhìn vô cơ quan mấy đoàn tất nhiên có thể cho vậy không? Không đâu, cho vậy chắc em chết rồi. Sẽ phóng to nhưng mà lách là cơ quan dự trữ hồng cầu, cho nên cho mình nhìn vô một cái tự nhiên cái cơ quan này nhiều hồng cầu vậy thì nó là lách thôi chứ đâu có thằng nào khác có thể vậy. Hồng cầu cái màu trời ơi. Cái màu ha, mấy cái màu màu nâu nâu này nè, hồng cầu cái màu này nè, nâu là hồng cầu. Ở trong xương cũng có, ở trong xương cũng nhiều hồng cầu lắm. Giống như tuệ vậy, giống như tuệ xương. Đều mấy gái xương cũng nhiều cầu lắm. Thì giống như nùi này mà cách ta nhìn từ tủy xương. Cái phần lách là họ chủ yếu là phân biệt tủy trắng tủy đỏ hả chị? Đúng rồi. Cho cái hình tự nhiên nhìn vô không biết nó là tủy trắng hay tủy đỏ luôn. Đây là gì? Trắng. Đây là gì hay lắm? Cái tủy trắng. Thấy có mạch máu nè. Thì thi thường hỏi giống vậy là cắt một cái hình ra vậy nè. Mạch máu phần nhánh. Đây là gì? Đây là tủy trắng. Đây. Đây là tủy đỏ. Đây là dây Bilross. Nhưng mà quan trọng mấy mốt mình học nhiều cơ quan á, tự nhiên mình nhìn cơ quan nào cũng giống giống hết á. Cho nên lúc đó mình nhìn ra này không phải lách đâu, nếu nhìn không được quá. Đến lúc đó sẽ cho nên chị mới nhắc. Chị ơi, vậy là có mấy mạch máu xung quanh, vậy là tủy trắng. Không, thứ nhất là có cái phần tủy thơ lách này tròn tròn, còn là có động mạch trung tâm. Tự nhiên nhìn vô nó giống giống là lympho đúng không? Mình tự nhiên có mạch máu nữa thì trả lời đi. Tại lympho rồi nó phải nằm ở ngoài rìa chứ. Cái này nằm ở phía trong mà. Cái này là dây sơ hả chị? Dây sơ. À rồi. Nhấn mạnh là tủy trắng tủy đỏ, đừng hỏi nhiều. Dạ, nhưng mà tủy được cơ quan lách là được rồi. Rồi. Cái gì nữa mấy đứa? Cơ quan không? Cơ quan có gì chị? Lộn mở lộn. Em nghĩ cái nghe cắt dọc. Đó cũng hỏi tôi nữa. Thấy hình nè. Chị ơi, cơ văn người ta chỉ hỏi là cơ văn cắt ngang, cơ văn cắt dọc hả chị? Dạ có. Nhìn thấy số thịt chưa? Dạ có. Bây giờ thì đó là cái này là ngang mà. Ngang mới bó cơ đó. Cắt ngang thôi nè. Này cắt ngang luôn. Dọc dọc.